Và đây là võ sĩ Lê Hữu Giáp, võ sĩ đến từ Thanh Hóa. Lê Hữu Giáp, võ sĩ đến từ mảnh đất Thanh Hóa, nơi có rất nhiều người vua của nước Việt Nam, cũng như rất nhiều hoa hậu. Và liệu đây Lê Hữu Giáp có thể mang được sức mạnh đó đến giải thế giới võ cổ truyền năm 2024 hay không? Các anh phải đối đầu với Nguyễn Hữu Dậu, võ sĩ đến từ thành phố mang tên Bác. Và bây giờ là sự xuất hiện của Lữ Minh Giáp của đơn vị Thanh Hóa, võ sĩ góc đầy đỏ. Võ sĩ Nguyễn Hữu Dậu, đơn vị Võ Chí Minh, võ đài. Và ở góc đầy xanh thì Nguyễn Hữu Dậu cũng chuẩn bị bước lên võ đài. Đây là trận đấu diễn ra ở cân 65kg nam. Võ sĩ thắng trận trong trận này sẽ vào đụng độ với Tạ Đức Dũ, người vừa có một chiến thắng đầy ngoại mục trước Mercedes đến từ bờ biển Nga. Và quý vị và các bạn đừng quên, những vùng được đánh là những vùng mặc giáp, vùng đầu, vùng bụng khi mặc giáp. Và ở bộ môn võ cổ truyền Việt Nam đã thay đổi rất nhiều khi các võ sĩ được sử dụng gối và trỏ, tạo ra những trận đấu đỉnh cao và hấp dẫn hơn nữa. Lý do tổ trọng tài chưa sẵn sàng nên trận đấu giữa Lê Minh Giáp và Nguyễn Hữu Dậu ở hạng cân 65kg của giải thế giới võ cổ truyền vẫn chưa được bắt đầu. Cả hai võ sĩ đang có ánh mắt vô cùng quyết tâm tranh tài để vào vòng tiếp theo tại giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Chúng ta cần sự sắp xếp nhân sự của tổ trọng tài. Và đồng hành với tổ trọng tài tại giải thế giới võ cổ truyền năm 2024 là hệ thống kênh Sao Thể Thao Võ Việt và Việt Nam Sport. Quý vị hãy chia sẻ livestream này để ủng hộ phong trào võ cổ truyền. Và bây giờ là giây phút trận đấu sẽ được bắt đầu. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Và đây là giây phút xe đài Lão Hổ Thượng Sơn, Hổ Thành Tinh được cả hai võ sĩ thể hiện. Những màn so đài, xe đài vô cùng đẹp mắt. Trọng tài sẽ có đài đỏ 1 điểm, góc đài xanh 1 điểm. Mỗi võ sĩ chỉ được 1 điểm xe đài. Và bây giờ là giây phút của trận đấu giữa Lê Hữu Giáp đối đầu với Nguyễn Hữu Dậu. Nguyễn Hữu Dậu là võ sĩ ở góc đài màu xanh, anh thi đấu với thế kèo nghịch lại, thế ngựa cho võ sĩ thuận tay trái. Liên tục là những cú đá rất đẹp mắt của hai võ sĩ, những cú đá bằng chân trước chân sau đi vào vùng giáp.
khi thi đấu với những võ sĩ thuận tay trái, những võ sĩ nghịch lại thì những cú đấm của những võ sĩ thuận tay trái như Nguyễn Hữu Dậu là vô cùng nguy hiểm. Khi chỉ cần ra đòn thì ngay lập tức sẽ vào vòng trong. Vừa rồi là một đánh ngã của Nguyễn Hữu Dậu đã được công nhận 3 điểm cho võ sĩ đến từ đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Ngựa trái của Hữu Dậu đang tỏ ra vô cùng lợi hại. Mình Giáp vẫn chưa dám vào đòn sau tình huống đánh ngã vừa rồi. Cái võ sĩ cần phải tích cực thi đấu hơn. Và có những hiệu lệnh của trọng tài bây giờ lên tình huống đổi đòn chân. Vẫn chưa có một tiếng Giáp nào nổ rõ ràng để các trọng tài tính điểm cả. Và Hữu Dậu đang thi đấu vô cùng tự tin. Liên tục là những tình huống lên nhịp của Hữu Dậu. Vừa rồi là một tình huống chính xác, đấm của Minh Giáp. Một tình huống đấm thẳng vào đầu của Hữu Dậu. Hữu Dậu đang lên nhịp, lợi thế dẫn 3 điểm của Hữu Dậu. Và đã có những tình huống ưỡn đầu để chuẩn bị cho những đòn đá vô cùng điệu nghệ và đẹp mắt của Hữu Dậu trước Minh Giáp. Minh Giáp vẫn chưa dám tấn công Hữu Dậu. Hữu Dậu đang chờ Minh Giáp tấn công để tung ra giật ngược lại những đòn đá chân sau nguy hiểm của mình. Và vừa rồi là một tình huống đá chính xác của Lê Minh Giáp vào giáp của Nguyễn Hữu Dậu. Cú đấm chính xác của Minh Giáp. Lợi thế 3 điểm của Hữu Dậu có vẻ đã không giữ được nữa rồi, khi những cú đấm bằng tay sau và những cú đá bằng chân sau của Minh Giáp đang vô cùng hiệu quả. Liên tục là những tình huống đá chân sau vô cùng chủ động, những tình huống đánh trước vô cùng chủ động của Lê Minh Giáp đang khiến cho Nguyễn Hữu Dậu cảm giác ngột ngạt hơn. Bây giờ là những tình huống đổi đòn. Hữu Dậu đang có vẻ là mất bình tĩnh rồi, khi anh đang không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa. Khi Lê Minh Giáp đang lấy được nhịp độ thi đấu và phần sân đằng sau lưng của Lê Minh Giáp là nhiều hơn Hữu Dậu. Lê Minh Giáp đang dồn ép đối phương của mình. Sự khó chịu của Nguyễn Hữu Dậu vừa được thể hiện bằng một cú đá thẳng vào giáp của Lê Minh Giáp. Và bây giờ thì Lê Minh Giáp vừa có tình huống đổi tấn cùng kèo đối với Hữu Dậu. Ngay lập tức anh đổi lại tay sau tốt của Minh Giáp. Võ sĩ đến từ Thanh Hóa không nao núng sau tình huống bị đánh ngã và ngay lập tức anh đang lấy lại được những điểm số và những tình huống phản công chấp nhoáng của mình. Sau những khoảng thời gian đầu của hiệp thi đấu dồn ép, bây giờ thì Lê Minh Giáp đang có giãn ra và anh đang đánh thủ về sau. Những ngựa lùi của Lê Minh Giáp đang khiến cho Hữu Dậu phải rơi vào thế bị động hơn khi phải là người tấn công. Và ngay lúc này thì hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Trận đấu ở gần 65kg của Lê Minh Giáp và Nguyễn Hữu Dậu. Và trước mắt của quý vị là võ sĩ Phạm Thị Dung đến từ đơn vị Đà Nẵng sẽ đối đầu với Sonija Devi Mamba, võ sĩ đến từ Ấn Độ ở hạng cân 52kg dành cho nữ. Một gương mặt rất xinh đẹp và cũng đầy kiên cường của Phạm Thị Dung. Sonia Devi Mai Bang, một võ nữ võ sĩ và ở trận đấu giữa Lê Minh Giáp và Nguyễn Hữu Dậu thì Nguyễn Hữu Dậu đã giành được chiến thắng. Và nói đến Dậu thì chúng ta nghĩ đến gà. Và chúng ta ở trong võ cổ truyền Việt Nam cũng có một môn phái, đó là Kim Kê Tây Sơn Nhạn. Một môn phái sử dụng những đòn thế của loài gà. Và đồng hành cùng với Kim Kê Tây Sơn Nhạn là hệ thống kênh Sao Thể Thao Võ Việt và Việt Nam Sport. Và chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp đấu thứ hai, trận đấu bằng cân 65kg, trận đấu giữa Lê Minh Giáp đối đầu với Nguyễn Hữu Dậu tại giải vô địch thế giới võ cổ truyền. Nguyễn Hữu Dậu cần phải đánh tập trung hơn khi ở hiệp giây phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai thì anh đã bị Lê Minh Giáp dồn ép rất là nhiều. Và bây giờ trận đấu đang diễn ra với nhịp độ thi đấu rất cao khi Lê Minh Giáp muốn gỡ lại và Nguyễn Hữu Dậu muốn dứt điểm trận đấu sau khi thắng hai hiệp. Hữu Dậu vẫn đang rất tự tin, những tình huống ra ngựa rất nhanh, thu ngựa cũng rất nhanh, tìm cơ hội để tấn công Lê Minh Giáp. Võ sĩ xứ xanh đang phải chịu bất lợi khi thua một điểm.
Và bây giờ là những tình huống đấm chính xác của Lê Minh Giáp về phía Hữu Dậu. Hữu Dậu vẫn đang thi đấu vô cùng nhịp nhàng, ngựa ra ngựa vào rất tốt. Sự chủ động của Hữu Dậu và sự liều lĩnh của Lê Minh Giáp, hai võ sĩ đang rất tích cực trong những việc đổi đòn. Võ cổ truyền là một môn võ vô cùng khắc nghiệt quý vị ạ, những điểm số không được tính đều, mà một cú đấm chỉ một điểm, một cú đá là hai điểm và quét ngã là ba điểm, nên các võ sĩ cần phải tính toán như chơi cờ vậy, phải tính toán sao để cho mình có lợi thế, phải tính toán sao để có thể ghi điểm nhiều hơn đối phương. Và đã có sự chỉnh trang lại giáp dành cho võ sĩ Nguyễn Hữu Dậu của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những giây phút chỉnh trang trang phục. Và võ sĩ Lữ Minh Giáp của đoàn Thanh Hóa đã xin bỏ cuộc. Có vẻ đã có một chấn thương nhỏ nào đấy với Lữ Minh Giáp và khiến anh phải bỏ cuộc. Và võ sĩ chiến thắng chắc chắn là Nguyễn Hữu Dậu của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Anh sẽ đối đầu với Tạ Đức Du, võ sĩ của đoàn quân đội đại diện cho đội tuyển Việt Nam ở giải lần này.